Cảnh sát Hàn Quốc hôm 13 tháng 1 vừa kết thúc cuộc điều tra kéo dài 1 tháng về vụ giẫm đạp khiến 159 người thiệt mạng tại khu phố Itaewon ở Seoul, Hàn Quốc đêm 29 tháng 10 năm 2022. Theo các hãng tin Yonhap và Reuters, 23 quan chức chính phủ đã bị truy tố về tội sơ suất trong nghề nghiệp dẫn đến chết người và các cáo buộc khác. Một số người đã bị giam giữ. Yonhap cho biết, nhóm điều tra đặc biệt gồm 501 thành viên này đã bắt đầu công việc từ ngày 1 tháng 11 năm 2022, xem xét văn phòng quận, cảnh sát, cứu hỏa và các cơ quan có liên quan khác ở quận Joseon, là nơi khu vực Itaewon trực thuộc, tìm hiểu tận cùng nguyên nhân của vụ tai nạn. Nhóm điều tra kết luận rằng, mỗi cơ quan đã không thực hiện hành động cứu hộ khẩn cấp hoặc kiểm soát thảm họa phù hợp với hướng dẫn liên quan đối với các tình huống khẩn cấp, dẫn đến số người tử vong cao. Đề cập đến một phân tích mô phỏng về vụ chen lấn đám đông được thực hiện với cơ quan pháp y quốc gia và các chuyên gia bên ngoài, nhóm điều tra cũng kết luận vụ tai nạn xảy ra khi đám đông chật kín con hẻm bị thắt cổ chai bắt đầu đổ ập xuống,